Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền lành Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lanh để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2021. Cơ sở đồ gỗ đồ thời Lanh tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một bộ sản phẩm hoành phi câu đối. Đây là hàng hoàn thiện. Cơ sở đồ gỗ đồ thời Lanh đã phun PU bóng mờ 50 và toàn bộ chữ và phụ đề tiếng Việt được thép vàng Đài Loan hay còn gọi một cách khác đó là vàng công nghiệp để cho quý khách dễ hình dung và phân biệt giữa vàng Đài Loan và vàng 4 con 9 vàng mình. Nếu làm vàng 4 con 9 thì chúng tôi sẽ tính theo giá vàng theo thời điểm hiện tại hoặc theo giá vàng SGC. Đây là bộ hoành phi cầu đối bằng chất liệu gỗ gụ lao chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình nhà anh nghị anh tại văn lâm hưng yên cơ sở đồ gỗ đồ Thái lanh sẽ bàn giao cho gia đình vào sáng ngày 12 âm lịch của tháng 2. Bức hoành phi được chạm ba chữ đó là Nguyễn Phúc Đường và xen kẽ các cây tứ quý bốn mùa tượng trưng cho xuân hạ thu đông đó là tùng cúc trúc mai và ba chữ Hà Nôm đó là Nguyễn Phúc Đường, ý nói là từ đường của họ Nguyễn Phúc. Cho quý khách dễ hình dung hơn khi có các cái bản phụ đề tiếng Việt phía dưới. Đã được thếp vàng Đài Loan làm nổi bật trên nền chất liệu gỗ, đó là chất liệu gỗ gụ Lào. Gia đình anh cũng xem rất nhiều các cơ sở làm về đồ thờ cúng tâm linh cũng như về hoành phi câu đối gia đình anh đã chọn và đặt niềm tin tưởng tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Trên trang mạng YouTube cũng như mạng Facebook và gia đình đã tìm về tận cơ sở để đặt hàng. Đồ gỗ Hiền Lanh cảm ơn tất cả quý khách hàng đã yêu quý và theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Cơ sở sẽ đáp ứng ra các cái mẫu mã mới nhất cũng như đẹp nhất và các cái độ dày về gỗ được chuẩn nhất để cho quý khách yên tâm hơn, kể cả khi quý khách đặt hàng online. Mới đây cơ sở cũng đã bàn giao một bộ cho gia đình nhà anh Thanh, anh tại thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Một quãng đường rất là xa, 1600 cây số. Và quý vị và các bạn đang được xem đến phần câu đối. Câu đối có kích thước dài 1m9705, chiều rộng 2805 và chiều dài là 4 phân. Và vế phải được chạm đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh và ý nói là tổ tiên chúng ta có công đức thì muôn đời sẽ được thịnh vượng và câu đối phía trái đó là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh toàn bộ các nét chữ đã được bo tròn rất là đẹp và diềm đó là lá tây sen kẽ là bầu rượu và túi thơ phía trên đầu câu đối chạm chú phượng hoàng nằm trong vòng tròn và phía dưới thì đó là chúng tôi chạm kỳ lân tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh ý nói là con cháu mà có hiếu có thảo thì sẽ được hưởng các cái vinh hoa phú quý mà do tổ tiên đã công đức để lại từ đời trước vì thế mà chúng ta nên treo <laughs> câu đối vế phải đó là tổ tông công đức và vế trái là tử hiếu thì có tổ tiên chúng ta thì mới có đến đời sau này <laughs> và mọi chi tiết làm về hoành phi câu đối bằng gỗ, quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở đồ gỗ đồ thành Lanh nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Đây là video cơ sở giới thiệu trực tiếp về hàng hoàn thiện. Và khi đã hoàn thiện xong cơ sở sẽ bàn giao luôn tới các gia đình đã đặt hàng vì thế mà cơ sở đang có rất nhiều các hàng mộc tại cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Yên Nam Định. Quý khách ở gần, quý khách có thể qua xem trực tiếp các cái mẫu mã. Và quý khách nếu ở xa, quý khách sẽ xem online qua trang Youtube cũng như trang Facebook. Video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Với 3 số hotline trên mình các bạn đang xem 0986 883349 hoặc 0985 226684 0969 127 886. <laughs> Bức hoành phi này có kích thước đó là dài 1m9705, rộng 6705 và khuôn là dày 7 và rộng 105 chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng và chạm ba chữ Nguyễn Phúc Đường đó là ý nghĩa của từ đường nhà họ Nguyễn Phúc làm theo đơn đặt hàng của gia đình anh Nghị anh tại ở Hưng Yên và thời gian từ đầu xuân đến giờ cơ sở cũng nhận được rất nhiều các cái đơn hàng đặt hàng online khi dịch Covid đang diễn biến phức tạp, quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về. Cơ sở sẽ bàn giao đúng quy trình và tiến độ cho quý khách trên mọi miền của Tổ quốc, đồ gỗ, đồ thời hiện lành, nhận giao hàng trên toàn quốc. Nếu quý khách ở trong phía Nam và miền Đông, cơ sở sẽ giao qua tuyến đó là các cái tuyến xe khách liên tỉnh. Thì quý khách có thể đoán nhận hàng tại đường 1, quốc lộ 1A. <laughs> đồ gỗ hiền lành cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi và quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online.